Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 6 tháng 1 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đúng với tính chất của trận cầu tâm điểm vòng 19 ngoại hạng Anh, cả Chelsea và Man City đều nhập cuộc hết sức thận trọng. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách lại tỏ ra khá chịch choạc để cho đại diện của London chơi lấn lướt trong những phút đầu. Trong khoảng 20 phút đầu, Chelsea là đội chơi ép sân và liên tục đe dọa khung thành của Ederson, bất chấp việc phải thay hai người bất đắc dĩ do chấn thương là Sterling và Pulisic. Phải tới nửa sau của hiệp đấu, Man City mới có dấu hiệu trở lại và có những pha hãm thành đầu tiên, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để gây nguy hiểm cho Chelsea. Sang tới hiệp 2, Man City có sự thay đổi khi rút cả Cancelo lẫn Kyle Walker ra sân và lập tức lột xác trở về với lối tấn công áp đảo như thường thấy. Những đợt pressing chủ động và tần suất cao của đội khách khiến hàng phòng ngự của Chelsea chao đảo. Phút 60, Pep Guardiola tiếp tục tung Riyad Mahrez và Jack Grealish vào sân thay thế cho Foden cùng Bernardo Silva và ngay lập tức đạt hiệu quả cao. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, số 10 có một đường chọc khe vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự của Chelsea hướng tới cột xa đặt Riyad Mahrez vào thế không thể không ghi bàn. Sau khi bị thủng lưới, Chelsea đã nỗ lực dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại, nhưng bất thành và chấp nhận trắng tay ngay chính trên sân nhà của mình. Còn với Man City, 3 điểm nhọc nhằn giúp The Citizen có được 39 điểm sau 17 trận, xây chắc khoảng cách an toàn 5 điểm với hai đối thủ xếp trên và dưới, lần lượt là Arsenal và Newcastle. Ngày hôm qua ngày 4 tháng 1, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã chào đón sự trở lại của tân vương thế giới Lionel Messi bằng một lễ vinh danh nhỏ sau khi M10 chinh phục thành công World Cup. Mục tiêu sắp tới của anh là sẽ cùng Mbappe và Neymar giúp mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Thế nhưng, chỉ vừa mới đoàn tụ không lâu thì tam tấu lừng danh này lại nhận tin dữ khi một trong ba người sẽ bị đưa lên thị trường chuyển nhượng và cái tên không ai ấy một lần nữa lại là Neymar. Mùa hè vừa qua, ngôi sao người Brazil được cho là đã bị câu lạc bộ Paris Saint-Germain giao bán theo yêu cầu của Mbappe. Đội bóng này cũng đã hết kiên nhẫn với Neymar vì những đóng góp không đúng kỳ vọng cũng như tình trạng chấn thương liên miên của anh trong suốt hơn năm qua. Bất chấp đồn đoán ra đi cùng với những tranh cãi với đàn em, Neymar sau đó thể hiện xuất sắc dưới thời tân huấn luyện viên Galtier với 15 bàn và 12 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ muốn bán anh của giới chủ câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Theo Sport, đội bóng thành Paris muốn xây dựng một dự án mới xoay quanh Mbappe và Messi, cầu thủ mà họ chuẩn bị gia hạn, đồng thời muốn tấm khứ Neymar rời khỏi sân công viên các hoàng tử. Mặc dù đang có phong độ cao, nhưng câu lạc bộ Paris Saint-Germain không tin tưởng rằng ngôi sao này sẽ giữ được thể trạng để cống hiến tới hết hợp đồng, tức là năm 35 tuổi. Sport cho biết thêm, câu lạc bộ Paris Saint-Germain định giá Neymar mức 100 triệu euro. Họ kỳ vọng sẽ tìm được đối tác đáp ứng được yêu cầu này vì ngôi sao 30 tuổi đang có phong độ cao. Tuy nhiên về phía Neymar, cầu thủ này chưa bao giờ có ý định tìm bến đỗ mới. Mùa hè vừa qua, Newcastle và Chelsea được cho là đã có những liên hệ để chiêu mộ số 10 của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nhưng Neymar đã từ chối vì chỉ một lòng muốn ở lại thành Paris. Cách đây vài năm, Ansu Fati đã được giới truyền thông ca ngợi như cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của lò La Masia thời gian gần đây, hay thậm chí được gọi là chuyên nhân của Lionel Messi. Song kể từ thời điểm Fati bị hành hạ bởi những chấn thương nghiêm trọng, quá trình phát triển của sao trẻ người Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng đáng kể. Mùa giải năm nay, dù chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút trong bất cứ trận đấu nào, nhưng Ansu Fati vẫn được trao cơ hội ra sân khá thường xuyên. Tuy vậy, sau 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cầu thủ này chỉ đóng góp vỏn vẹn có 2 bàn thắng cùng với 1 pha kiến tạo. Và có vẻ như Barcelona cũng đã không đặt kỳ vọng lớn lên tiền đạo 20 tuổi. Great Goals dẫn nguồn tin từ ký giả Marcel Lorente cho hay, trong nỗ lực cắt giảm quỹ lương của mình, Barca đã ra quyết định giao bán Ansu Fati. Được biết Ansu Fati sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 1 tỷ euro, nhưng nguồn tin trên khẳng định đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chia tay cầu thủ này nếu nhận được một lời đề nghị rơi vào khoảng 70 triệu euro. Gần đây, Manchester City được cho là đang quan tâm đặc biệt đến trường hợp của tiền vệ người Tây Ban Nha này. Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã từ chối lời mời của một loạt các đội bóng lớn ở châu Âu như Man United, Juventus hay đặc biệt là Paris Saint-Germain. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Real Madrid được cho là muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp sau khi giải đấu tại Qatar khép lại. Tuy nhiên, đội bóng tới từ xứ sở lục lăng tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên Didier Deschamps khiến Zidane vô cùng hụt hẫng. Bối cảnh đó lập tức khiến Zidane tiếp tục trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng, trong đó nổi bật phải kể tới Brazil. Và mới đây nhất, tờ L'Équipe đã xác nhận Zizou đã từ chối dẫn dắt Juventus để đưa ra cái gật đầu với Seleção. Nguồn tin trên cũng cho biết
Liên đoàn bóng đá Brazil rất ấn tượng với những thành tích trong quá khứ của danh thủ huyền thoại đội tuyển Pháp dưới tư cách là cầu thủ cũng như vai trò huấn luyện viên Real Madrid và đang tìm cách sở hữu huấn luyện viên tài năng này. Về phần mình, Zidane hiện chưa chính thức lên tiếng về bến đỗ mới và vẫn cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới. Theo Sky Sports, thủ thành David De Gea sẵn sàng giảm lương để ký hợp đồng với Manchester United. Cụ thể, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ hạ lương từ 370.000 bảng một tuần xuống khoảng 200.000 bảng một tuần. Bất chấp giảm lương hơn một nửa, David De Gea vẫn là thủ môn có đãi ngộ cao nhất tại Premier League. Hợp đồng của thủ môn người Tây Ban Nha tại Man United sẽ hết hạn vào mùa này. Quỷ đỏ có quyền chủ động kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 12 tháng cho David De Gea, song từ chối vì mức lương và sẵn sàng cho kịch bản để thủ thành này ra đi tự do. Mùa này, thủ môn người Tây Ban Nha giữ vững vị thế số 1 trong khung gỗ của Manchester United. Cựu thủ thành của câu lạc bộ Atletico Madrid chơi tệ trong những trận đấu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên, David De Gea dần bắt nhịp và thể hiện phong độ ấn tượng từ tháng 9 năm 2022. Gần nhất, anh thực hiện 4 pha cứu thua trong trận đấu giữa Manchester United thắng Bournemouth 3-0 thuộc vòng 19 Premier League hôm 4 tháng 1. Bất chấp những kết quả không tốt trong thời gian gần đây với chỉ một trận thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại Premier League, ba lãnh đạo Chelsea được cho là đang rất thoải mái với huấn luyện viên Graham Potter và chiến lược gia người Anh đang được tạo ra nhiều không gian và thời gian hơn để làm việc với các cầu thủ. Theo The Independent, Chelsea thoải mái với kết quả trên sân bởi họ đang có lập trường xây dựng đội bóng theo chiều hướng bền vững. Chủ tịch Todd Bowley đồng cảm với hoàn cảnh mà huấn luyện viên Graham Potter khi nhậm chức tại Chelsea và vì vậy, huấn luyện viên trưởng 47 tuổi được cấp trên đặt nhiều niềm tin để xây dựng kế hoạch của riêng ông. Bản tin bóng đá sáng ngày 6 tháng 1 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hiền bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.